Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, vậy là những chúng ta đã bước vào những ngày đầu của tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, không ít những sự kiện xui xẻo vẫn liên tiếp xảy ra với 12 con giáp. Vận đen vẫn liên tục bùa vây. Đây là những con giáp vô cùng xui xẻo. Trong công việc thì luôn bị đồng nghiệp chơi xấu, cấp trên đè đầu cưỡi cổ, trong ngoài không yên. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Dần. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay phải kể đến là những người tuổi Dần. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo, trong ngày hôm nay, những hung hiểm mà người tuổi Dần chắc chắn phải đối mặt. Trong ngày, do bị cục diện tương xung án ngữ, nên bạn có thể xảy ra xích mích, hiềm khích với người khác vì những quan điểm trái ngược. Đôi bên lời qua tiếng lại khá căng thẳng, thái độ nóng nảy của bạn trong ngày này có thể rất dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, khiến mọi người xa lánh. Bạn nên điều chỉnh lại trạng thái và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn trong mọi cuộc tranh luận. Vậy nên để dĩ hòa vi quý, hóa giải những xung khắc của những người tuổi Dần, những con giáp này cần phải luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh. Bên cạnh đó lại thêm cục diện mộc kim xung khắc lại khiến bản mệnh cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình khi không được người ấy thấu hiểu. Dù tình cảm gửi trao nhưng đối phương không trân trọng, không biết rằng bạn đã phải hy sinh rất nhiều để có được ngày bên nhau như hôm nay. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Giáp Dần 1974, ngũ hành thủy, có thể xảy ra xích mích, hiềm khích với người khác. Tử vi tuổi Bính Dần 1986, ngũ hành hỏa, quan điểm trái ngược dẫn đến lời qua tiếng lại. Tử vi tuổi Mậu Dần 1998, ngũ hành thổ, dễ làm mất lòng người khác do thái độ nóng nảy. Tử vi tuổi Canh Dần 1950 và 2010, ngũ hành mộc, nên điều chỉnh lại trạng thái và kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962, ngũ hành kim, cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Để tăng cường vận trình may mắn của mình, những người tuổi Dần cần sử dụng những màu sắc cát tường như màu xanh lá, màu da cam, đồng thời chơi với những người tuổi Hợi, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Đây là những tuổi quý nhân sẽ giúp cho người tuổi Dần có được may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống. 2. Tuổi Mão. Trong ngày hôm nay, các chuyên gia tử vi chiêm tinh cho biết có kiếp tài tác động nên tình hình tài chính của tuổi Mão trong ngày này không được khả quan cho lắm. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, tiền vừa kiếm được, cửa trước đã trôi đi theo cửa sau, có bao nhiêu cũng chẳng giữ được trong tay. Tốt nhất là trong thời gian này, bản mệnh nên tránh xa những trò chơi đen đủi, may rủi, thậm chí với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kỹ càng. Đặc biệt là trước những lời mời chào nghe có vẻ hấp dẫn, hãy đặt nghi vấn về tính xác thực, vội vàng nghe theo có thể khiến bạn trả giá đắt. Để hóa giải những hung họa trên, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh. Chuyện tình cảm trong ngày ngũ hành xung khắc cũng chẳng tốt cho lắm. Càng ngày bạn càng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, bạn cảm thấy dường như chỉ luôn là một mình bạn nỗ lực, còn đối phương đang khá lạnh nhạt và thờ ơ. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Ất Mão 1975, ngũ hành thủy, tình hình tài chính có dấu hiệu hao hụt. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987, ngũ hành hỏa, tiền kiếm được nhưng không giữ được trong tay. Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999, ngũ hành thổ, nên tránh xa những trò chơi đỏ đen, may rủi. Tử vi tuổi Tân Mão 1951 và 2011, ngũ hành mộc, nên cẩn thận với ý định, kế hoạch đầu tư. Tử vi tuổi Quý Mão 1963, ngũ hành kim, ngày càng mệt mỏi với mối quan hệ hiện tại. Để gia tăng may mắn trong ngày, những người tuổi Mão cần sử dụng những màu sắc cát tường như màu đen và màu trắng. Bên cạnh đó, bạn nên tìm chơi với những người tuổi Tuất, tuổi Hợi và tuổi Mùi. 3. Tuổi Ngọ. Các nhà tử vi học dự báo với những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay do bị thương quan chiếu mệnh nên cũng khiến các kế hoạch dự tính trong công việc của Ngọ bị trì hoãn. Bạn không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình. Hãy nhận rõ việc công và việc tư kẻo gây ra sai sót sẽ rất hoài phí những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Hơn nữa, bị ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc
nên giữa tuổi Ngọ và nửa kia xuất hiện nhiều vấn đề khúc mắc khó giải quyết. Có lẽ sẽ rất khó để hai người luôn đồng quan điểm trong mọi trường hợp, quan trọng là cách hai bạn lựa chọn để cư xử với người kia. Vậy nên, để cho công việc được hanh thông, thuận lợi, gia đạo bình an, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh. Muốn gìn giữ hạnh phúc, cả bạn và người ấy đều cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau, vì đừng điều đó mà sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Yêu nhau, đến với nhau đã không dễ, đừng chỉ vì cái tôi và sự nóng nảy nhất thời khiến hạnh phúc đổ bể. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954, ngũ hành kim, đôi lứa xuất hiện nhiều vấn đề khúc mắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966, ngũ hành thủy, nên có cách cư xử hợp lý với nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978, ngũ hành hỏa, cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau. Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990, ngũ hành thổ, các kế hoạch dự tính trong công việc dễ bị trì hoãn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ 1942 và 2002, ngũ hành mộc, không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Để tăng cường vận may trong ngày, những gia chủ tuổi Ngọ cần mang theo những màu sắc cát tường là màu hồng và màu tím. Bên cạnh đó, hãy tìm chơi với những người tuổi Mùi, tuổi Dần và tuổi Tuất. 4 là tuổi Thân. Thầy Gia Cát cho biết, trong ngày hôm nay có hung tinh thiên quan cản trở, vậy nên những người tuổi Thân được nhắc nhở nên chuẩn bị tâm lý trước bởi sẽ có những chuyện rắc rối xảy ra. Nếu ngày này bản mệnh không cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói thì thị phi là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt là những người thành công thì càng dễ có nhiều kẻ tiểu nhân gièm pha sau lưng. Có thể thời gian qua bạn đã quá tỏa sáng, đạt được nhiều thành tựu nên cũng vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ ghen ghét. Dù canh ngay không sợ chết đứng, nhưng bạn cũng nên có lòng đề phòng để tự bảo vệ bản thân. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để hóa giải, giúp tăng cường vận quý nhân, hóa giải vận đen, hòa hợp các mối quan hệ trong thời gian này. Chuyện tình cảm đang êm đềm đến mức là trở nên nhạt nhẽo, bạn nên chủ động tìm cách hâm nóng mối quan hệ trước khi những nguy cơ xuất hiện. Dù cả hai không có xung đột trực diện, nhưng điều đó không có nghĩa tình yêu của hai bạn vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Giáp Thân 1944 và 2004, ngũ hành thủy, chuẩn bị tâm lý đón nhận những rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thân 1956, ngũ hành hỏa, nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh thị phi. Tử vi tuổi Mậu Thân 1968, ngũ hành thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân gièm pha sau lưng. Tử vi tuổi Canh Thân 1980, ngũ hành mộc, tình cảm êm đềm đến mức nhạt nhẽo. Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992, ngũ hành kim, nên chủ động tìm cách hâm nóng mối quan hệ. Để có được may mắn trong ngày, những người tuổi Thân cần mang theo bên mình những màu sắc cát tường là màu bạc và màu ánh kim. Bên cạnh đó, hãy tìm chơi với những người thuộc tuổi quý nhân của mình như tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Tỵ. 5. Tuổi Hợi bị cục diện Thân Hợi tương hại, vậy nên những gia chủ tuổi Hợi có thể phải đối mặt với những vấn đề lục đục, đấu đá nội bộ tại nơi làm việc. Các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả và chất lượng công việc của bạn. Vì vậy, bản mệnh nên dĩ hòa vi quý nhất có thể. Để tạo quan hệ tốt với mọi người lúc nào cũng là điều cần thiết. Hợi hãy thể hiện mình là một người chuyên nghiệp, chớ nên để cảm xúc cá nhân tác động tiêu cực. Trong mọi vấn đề, bạn nên tìm hiểu thông tin kỹ càng, chớ vội đưa ra đánh giá chủ quan, kẻo lại tự gây bất lợi cho bản thân. Để hóa giải, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong công việc cũng như trong cuộc sống, hóa giải thị phi xung sát, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, từ đó gia tăng may mắn và tài lộc cho gia chủ. Bù lại, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn. Kim sinh thủy, cả hai đã tìm ra cách để hóa giải những mâu thuẫn và bất đồng trước đó. Bản mệnh và người ấy đã tìm được tiếng nói chung, tìm được cách để vượt qua cơn khủng hoảng và một lần nữa thắp lên ngọn lửa tình yêu. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Ất Hợi 1995, ngũ hành hỏa, đối mặt với những vấn đề lục đục, đầu đá nội bộ. Tử vi tuổi Đinh Hợi 1947 và 2007, ngũ hành thổ, nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý nơi làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959, ngũ hành mộc, chớ nên để cảm xúc cá nhân tác động tiêu cực. Tử vi tuổi Tân Hợi 1971, ngũ hành kim, nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đánh giá vấn đề. Tử vi tuổi Quý Hợi 1983, ngũ hành thủy, tình cảm có khởi sắc nhờ hóa giải mâu thuẫn.
Để có được may mắn, những gia chủ tuổi Hợi cần sử dụng những màu sắc cát tường là màu trắng và màu đen. Bên cạnh đó, để được quý nhân phù trợ, bạn hãy tìm chơi với những người tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Mùi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu ra 5 con giáp xui xẻo nhất trong ngày mùng 3 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.